Hello, chào mọi người nha. Thì video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là kéo tông da trắng hồng. Đấy, thì cái phôi, cái chất liệu này là cũng kéo thì cũng giống với trong sáng với trong trẻo thôi. Đấy, nhưng mà cái da này, da của chủ thể mình sẽ cho nó hồng lên. Thì cái file này có cái stock của bạn Kingaka nhé. Thì đây là Nikon D810 nhé. Bắt đầu là mình sẽ kéo lưỡi bạn xem nhé. Thì đầu tiên là mình cũng làm cho cái contrast nó tăng lên thôi, để cho hình nó sắc nét hơn. Để khoảng độ 2 năm đi. Đấy, sau bắt đầu là mình sẽ cứu sáng, thế là highlight các bạn nhìn nó bị cháy này, giảm nó đi. Đấy, white giảm xuống một tí. Ok. Đấy, thì các bạn thấy cái tóc này nó bị đen này, mình kéo lên. Black với shadow đây. Đấy. Để cho nó đỡ bị đen quá. Rồi ok. Thì các bạn nhìn thấy nhiệt độ này nó đang ở 7350 thì nó hình nó rất là rực. Đấy, nó rất là chói, thì kiểu nó có cam vàng nhiều thì mình sẽ trừ đi. Đấy, trừ khoảng độ 6001 đi. Đấy. 6000 đi. Và mình sẽ để khoảng độ 5.800 đi. Rồi. Khi mình làm như này rồi thì các bạn thấy nó đã ok hơn chưa? Đấy, thì bắt đầu là mình sẽ cái saturation này mình sẽ trừ cho nó đi, trừ đi một chút. Cho nó tái lên một chút. Trừ 10 đi. Ok. Đấy thì các bạn thấy hình nó sẽ hài hòa và nó dịu hơn. Đấy, sau đó mình sẽ vào thằng Color Mixer. À, Color Grading. Đấy, mình bắt đầu mình ám vào thằng Shadow Highlight. Thì đây là Shadow nhé. Đấy. Rồi mình sẽ ám Blue vào. Đấy. Mình tìm vào cái chỗ Blue này. Đấy, 2, 2, 3, 4 này ở đó là mình tăng lên. Đấy. Thì các bạn thấy là khi các bạn ám Blue vào hình thì nó sẽ dịu hơn, nó mát hơn. Đấy, bởi vì cái Shadow chứ, nhầm. Đấy, Shadow này thì nó sẽ nhẹ cái phần shadow đi. Các bạn nhìn này, đấy cái vùng tóc này hay những cái vùng nào mà nó có shadow thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, để nhé, khoảng độ 10 đi, khoảng 7 đi. Đấy. Rồi các bạn vào highlight. Highlight nó quan trọng này, các bạn nhìn này, cũng ám blue này. Cũng 2 3 4 này đấy. Các bạn ám blue vẫn kéo lên này. Các bạn thấy hình nó nhẹ, nó dịu đi chưa? Đấy, nhưng mà đây các bạn đang cho nó nhiều quá, blue nhiều quá nên là các bạn chỉ cảm thấy là nó ám hết cả highlight và ám cả vào màu 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 áo của cái bản mẫu này. Các bạn trừ đi. Nhẹ thôi, để khoảng 20 thôi. Rồi. Đấy, thì các bạn nhìn này. Đấy, thì khi chưa có blue bạn nhìn này, có blue này nó nhẹ hơn này. Đấy. Rồi. Sau đó mình vào calibration, vì mình sẽ cho da hồng lên. Kéo lên. Đấy. Bạn thấy da nó hồng lên chưa? Đấy. Để khoảng độ 20 đi. Đấy thì da nó hồng hơn các bạn nhìn này. Đấy rồi. Sau đó mình sẽ vào thằng Color Mixer để làm gì? Để mình phân tích các màu trên hình. Ví dụ là đây màu da là màu orange. Đấy mà các bạn sẽ trừ đi. Đấy. Và các bạn sẽ cho nó mình sẽ trừ đi khoảng độ 14 đi. Và mình cho sáng này, sáng da này, sáng khoảng độ 10 thôi. Bởi vì bạn mẫu nước này bạn đã trắng rồi, nên là khi mà các bạn trừ thì trừ khoảng 10, 10, 12 thôi. Đấy, rồi. Đấy, sau đó màu vàng thì bắt đầu là màu. Trên hình này có màu vàng, ví dụ lá cây này, có màu vàng hay là cái cảnh có màu vàng thì bắt đầu các bạn sẽ chuyển sang màu xanh green. Đấy. Đấy, các bạn chuyển sang này, đấy. Thì nếu mà chuyển như này thì nhìn nó rất là mát, nhưng mà nhìn nó xanh quá thì mình chỉ sẽ chỉnh có khoảng độ 12 đi. Đấy thì những cái xanh, những cái màu vàng mà ở trên lá xanh này nó sẽ chuyển hết sang màu xanh green. Đấy, và xanh sang phần thanh green này các bạn sẽ chuyển sang xanh cyan. Các bạn nhìn này. Đấy. Nhưng mà mình chỉ chỉnh nhẹ thôi, khoảng độ 10 thôi. Thì màu xanh này nó chỉ hơi sang xanh cyan một chút. Đấy, ok rồi. Đấy, còn những cái phần khác trên hình thì nó không có màu gì thì mình sẽ không can thiệp. Ví dụ là đây là màu cyan hay màu blue này, các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, thì nếu mà nó rực quá thì mình trừ đi thôi, còn như này mình cảm thấy là bình thường, nó không bị rực quá, mình để nguyên. Đây là màu tím với màu magenta, màu hồng thì không can thiệp. Đấy, ok. Đấy thì bắt đầu là mình nhìn hình như này thì mình chưa thấy nó được trong trẻo lắm, chưa được trong lắm thì bắt đầu mình vào tông khớp. Đấy, mình kéo xuống. Đấy, để những cái mù đục ở vùng shadow, vùng tối này nó sẽ được sắc hơn. Đấy, bắt đầu đắt này là tối. Bắt đầu mình sẽ đẩy lên. Đấy. Cho nó đỡ tối. 19 này. Đấy, nhưng mà như này thì nó sẽ trong hơn, nhưng mà nó lại hơi kiểu bị chết vùng đen này, hơi vùng shadow black này.
Thì các bạn sẽ vào thằng basic, các bạn lại đẩy tiếp thằng black lên. Sao nào đây. Đấy, khi các bạn đẩy lên thì các bạn sẽ thấy này. Đấy, không bị chết. Nhưng các bạn để ý là các bạn đừng đẩy quá thì là nó sẽ bị bạc tóc nhá. Nó sẽ bị bạc tóc nên các bạn đẩy, các bạn để lưu ý là để trả nó về một chút. Đấy. Click vô rùi các bạn có thể giảm tối xuống. Đấy, giảm cho nó tối một chút để hình nó có chiều sâu hơn. Đấy, mình trừ đi như này này. Đấy, trừ khoảng 0,25. Bởi vì có những cái file chụp ra nó đã hơi sáng rồi thì các bạn cố cứu highlight white, nhưng các bạn lại không để ý cái vừa rồi, các bạn phải giảm tối đi thì hình nó sẽ đẹp hơn. Đấy, để đây. Ok. Đấy. Khi như này nó đã gần như ok rồi các bạn này. Đấy. Bắt đầu là mình thấy con chat này 2 năm thì mình để lên 30 cũng được để cho nó xong thêm. Rồi. Đấy, bắt đầu là cái thằng clarity mình sẽ trừ đi. Các bạn nhìn này. Nếu mình đẩy gắt lên thì nó chi tiết. Đấy. Nhưng mà cái tông trắng hồng thì mình nên trừ đi. Nó bông hình. Đấy, các bạn nhìn này. Đây mình trừ 36 nhá. Mình chỉ trừ khoảng độ 10 thôi. 9 hoặc 10 thôi. Đấy 10 đi. Đấy, thì nó sẽ có một độ bông của hình thì các bạn in ấn hay up lên thì hình nó vẫn đẹp hơn, nó mượt mà hơn. Đấy, sau đó sắp xuống Vibrant này, V-Banker này mình sẽ tăng lên, tăng rực lên. Đấy, tăng khoảng độ 20. Rồi. Đấy, gần như đó ok rồi thì bắt đầu mình sẽ vào detail mình tăng nét lên đây. Tại sao tăng nét? Bởi vì cái tóc này hay là cái lông mày, lông mi này, trang sức này. Mình tăng lên để nó nên hiện lên chi tiết, các bạn nhìn nào. Đấy. Đấy. Nhưng cái radius này các bạn để thấp đi nhá, đừng để 1.0. Để thấp để cho nó vẫn chi tiết nhưng mà nó nhẹ ra đi. Đấy, 0.6, 0.7 đi. Và cái detail này mình để khoảng độ 20 thôi. Các bạn để cao thì da nó vẫn bị gắt. Để 20 đi. Không. Đấy. Thực ra là các bạn để ý cái detail này hay là những cái mình vừa làm nó chỉ là rất là thủ thuật rất đơn giản thôi, nhưng nó chỉ khác các bạn một chút thôi, hình nó đã cho ra cái chất liệu khác rồi. Đấy, ví dụ là cái shadow này nó hơi tối thì mình đẩy shadow đi. Đấy rồi. Đấy thì mình nhìn như này ok rồi, bắt đầu là mình cảm thấy là cần nên tăng ca lên một chút, 5800 thì mình nên cho 5900 đi. Đấy rồi. Đấy, thì nó sẽ có một cái độ ca nó ấm hơn một chút thì hình nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thì bây giờ hoàn thiện ở đấy thì các bạn thấy không? Cái basic này, tông curve này. Đấy, tông curve này có thể highlight, các bạn muốn thấy nó hơi nó gắt thì các bạn có thể giảm đi, trừ 5 đi. Đấy. Một chút thôi, các bạn nhìn này. Đấy, nếu các bạn trừ sâu quá thì nó hình nó bị xỉn nên mình chỉ trừ 5 thôi. Đấy, thì công tốc tông curve cũng xong rồi nhá, đi theo các bạn tăng nét xong rồi nhá. Coi là bây giờ các bạn cũng phân tích da này. Màu vàng, màu xanh này. Đấy. Ok. Optic này là sửa lỗi ống kính thôi. À. Đấy. Còn hai cái này thì gọi là mình không can thiệp thì nó không không cần thiết. Và cái ba calibration này các bạn nhìn này. Đấy. Thì mình cộng 20 hồng thì da nó hồng này, nếu mà mình không cộng các bạn nhìn này thì da nó bình thường. Đấy. Nhưng mà mình cái tông trắng hồng là các bạn chỉ cần tăng 20 lên thì da nó trắng hồng. Đấy, còn những cái file mà nó chưa hồng thì các bạn cứ đẩy cao đi, không quan trọng. Đấy là tùy cảm nhận mỗi người thôi. Đấy, còn những cái hình mà nó chưa rực thì các bạn có thể là đẩy thêm nó dần dần ở cái thanh thứ ba này này, các bạn nhìn này. Đấy thì nó rực hơn. Đấy. Đối với mình thì mình sẽ cho rực 5 cộng 5 thôi. Đấy. Ok, xong. Đấy, rồi. Giờ cho các bạn mình cho các bạn xem là before after nhá. Đấy các bạn thấy không? Đấy thì đây là cái hôm nay video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người là tông trắng hồng. Đấy thì mình vẫn luôn luôn nói với mọi người là có bột thì mới gột lên hồ. File gốc quyết định tất cả. File tốt, mẫu đẹp, da trắng, da đẹp thì sẽ có, các bạn sẽ có file tốt và các bạn cứ kéo như mình hướng dẫn thôi thì gần như là các bạn cũng có một cái preset cho trắng hồng cho riêng mình rồi. Đấy thì nói chung là bạn nào mà thấy các bạn thấy hay thì nhớ nhấn là subscribe đăng ký kênh ủng hộ nhé, nhớ nhấn like chia sẻ ủng hộ mình nhé để mình có những động lực để làm video hấp dẫn hơn nhá. Đấy, thì cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nhá. Xin chào mọi người.